Ủa, đây là bến thuyền đang nói đó hả? Đúng rồi. Bè thuyền đâu? Sao thấy bèo không vậy? Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Đăng, người đánh giá dự án đến từ bấtđộngsản.com.vn. Hôm nay mùa xuân hoa nở là vì xuân. Xin chào các bạn, mình là Thanh Xuân. Trời ơi, không ngờ lâu ngày gặp lại, bạn của tôi vừa bắt trend lại còn quăng miếng nữa nha. Tại xem TikTok quá, 180 phút một ngày đó. Bớt xem lại nha. Ngày hôm nay tôi sẽ dẫn Xuân đi xem một dự án siêu rộng ở Long An luôn. Thiệt hả? Ừ. Tôi cứ tưởng là tối qua gọi gấp như vậy á là đang sẽ từ chối. Không ngờ sáng nay qua trước tôi đi xem dự án liền, mà còn đi tận Long An nữa chứ. Trời. Ai chứ Xuân gõ lời là đang không bao giờ từ chối đâu nha. Nhớ đó nha. Rồi, giờ cho hỏi nè, vậy thì lần này mua đầu tư hay là mua để ở vậy? Thì tất nhiên là mua đầu tư rồi, chứ nhà ở có ở Sài Gòn rồi. Mà bây giờ Xuân đang muốn đầu tư các dự án dài hạn, ví dụ như là nhà phố, biệt thự cũng được, chứ không nhất thiết là các căn hộ đâu. Như vậy thì hôm nay tôi dẫn Xuân đi xem dự án Waterborne Nam Long ở Bến Lức Long An. Đây là một dự án mà đang đánh giá nó sẽ sinh lời theo quy hoạch giao thông của Long An, bởi vì nằm ngay đường rẽ từ cao tốc Trung Lương. À, Xuân nhớ là cách đây 2 năm Xuân từng tìm hiểu về dự án này nhưng mà không có mua. Chỉ nhớ mang máng nó là một cái khu rất là rộng và nằm gần đường cao tốc thôi. Vậy thì hôm nay Đăng sẽ dẫn Xuân xem lại từ đầu nha. Ok luôn bạn ơi, vậy là ngày hôm nay tôi sẽ dẫn bạn đi xem khu nhà phố dinh thự của khu The Aqua đang mở bán, khu shop house và các khu đã được bàn giao luôn nha. Rồi, tới luôn. Get go. Ê, Đăng. Sao? Đăng có dẫn tôi đi lộn không vậy? Cái khu gì mà vắng như vậy hả? Không, chính xác là khu này rồi. Xuân thấy không, này là cái đường dẫn lên cao tốc, cho nên là mình chỉ thấy có một dãy nhà dân thôi. Ở đây người ta có bán nước nè, bán tạp hóa nè, rồi bán cơm nữa. Và mình thấy có một vài sàn bất động sản ở đây. À, nhưng mà Đăng thấy là nó không vắng đến nỗi là không có ai. Nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ không đông như là ở huyện hay là thành phố Tân An được. Nhưng mà mình thấy á, nếu mà vắng như vậy nè thì không có người mua, mình lại ra hàng không được nữa. Hôm bữa mình đi tham quan á thì thấy có nhiều người vào ở rồi, thì cũng có nhiều người họ vào thi công nội thất rồi. Đây là giai đoạn mới bàn giao thôi cho nên vắng là cái chuyện dễ hiểu. Chừng nào mà khu này nằm ở cái khu vực nào mà cò bay thẳng cánh á, lúc đó mới sợ đấy con ưa ạ. Ok, tôi tin bạn lần này. Lúc nãy mình có chia sẻ về những lý do mà bạn nên đầu tư ở dự án này. Thứ nhất là quy hoạch hạ tầng giao thông từ của Long An và của dự án. Thứ hai nữa là quy hoạch cơ sở hạ tầng ở đây là một khu khép kín có đầy đủ các tiện ích. Thứ ba nữa là mức độ bán hết các phân khu trước đó. Giờ ra ngoài dự án rồi nè, bạn có thấy là từ cao tốc xuống như dự án này có gần hay không? Đúng là nhanh thiệt luôn á. 2 năm trước mình chỉ lên mạng search, không có tới đây, nên là không có tưởng tượng được là từ cao tốc xuống đây mất khoảng 10 phút thôi. Đúng là chỉ cần đi hết đường dẫn là tới rồi. Lúc mình mới xuống mình cũng khá ngạc nhiên. Và mình cũng có đọc báo về quy hoạch giao thông hạ tầng ở đây rồi. Thì mình thấy là ngay mặt tiền dự án là tỉnh lộ 824 kéo dài từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho tới Đức Hòa, đến cao tốc Trung Lương và nối với quốc lộ 1. Rồi từ đó đi về thành phố Hồ Chí Minh qua quận 7 hay là quận Bình Tân đều được luôn. Ngoài ra thì từ đây mình cũng đi được tới cao tốc Bến Lức Long Thành và đường Vành Đai 4 để đi xuống miền Tây và Đồng Nai, chỉ mất vài km thôi. Ai mà kinh doanh hay là đi làm ở dưới các tỉnh này thì từ dự án tỏa ra đi các hướng đều được. Ba mặt của dự án là được bao quanh bởi sông Vàm Cỏ Đông nè, nên trong dự án có sẵn luôn một bến thuyền để sau này làm đường sông nữa. Và một điều chắc chắn là từ thành phố Hồ Chí Minh xuống các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta phải đi qua Long An. Như vậy thì với quy hoạch cơ sở hạ tầng ở đây như thế này thì chắc chắn sẽ giúp cho Long An phát triển về thương mại, dịch vụ, logistics và từ đó sẽ kéo theo bất động sản cũng phát triển theo. Đây là một điểm lớn để mình có thể căn cứ vào đó và mình xác định được là các dự án giáp Long An, thành phố Hồ Chí Minh có thể sinh lời đó. Wow, đây là khu dãy phố mà Đăng nói đó hả? Ừ, đúng rồi đấy. Công nhận nha, nhìn giống như là ở Nhật Bản vậy. Đường thì vừa rộng lại đẹp nữa. Không nghĩ là ở ngoài kia vắng vẻ như vậy mà bên trong đây lại có một cái khu nhà thì vừa rộng lại xây dựng thẳng tắp. Đúng rồi Xuân, bởi vì Nam Long thì chuyên thiết kế nhà theo kiểu của Nhật Bản và họ cũng hợp tác với các công ty bất động sản. Nếu mà Xuân để các dự án như là Akari City hay là Mitsuki Park đều sẽ thấy cái ông đó chính là Nishi Nippon Grand Rose, là một tập đoàn bất động sản của Nhật. Cho nên về thiết kế nhà, ngoại khu nó cũng đều rất là Nhật Bản. Nhỏ gọn này, xinh xắn này. Đặc biệt hơn hết là sân vườn rất là rộng rãi luôn. Đường xá thì cũng đã được lên hết rồi, được chia làn và láng đường hết rồi. Nhìn nó xinh xắn ha. À mà Đăng nè, nếu như mà mua thì ở đây một căn giá khoảng bao nhiêu hả Đăng? Ủa muốn mua hả?
Hết cơ hội rồi cưng ơi, bởi vì ở đây đã bán hết trơn rồi. Cái gì? Thiệt hả? Bán hết tất cả các nhà trong khu này luôn? Đúng rồi, bởi vì dự án này được mở bán từ năm 2020, chủ đầu tư Nam Long đã bán hết tất cả các căn và bây giờ chỉ còn các khu dinh thự ở khu Aquaria ven sông Vàm Cỏ Đông và một dãy nhà phố đang mở bán. Thôi, giờ bây giờ thì Đăng sẽ dẫn Xuân vô xem một căn nhà đã bàn giao nha. Ok. Đây đây đây, welcome to nhà người ta. Hey. Phải nhà người ta không hay là nhà của Đăng mà giấu đó? Thì nhà của Đăng đó. Thấy chưa? Có giỡn bạn thôi chứ thật ra đây là căn nhà của bạn đang mua, đầu tư và chuyển đổi công năng nó thành dạng homestay và cho thuê lại. Thấy xinh xắn không? Công nhận nha, thiết kế nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ thương á. Ủa nhưng mà Đăng, lúc mà mình nhận nhà á thì tất cả những thiết kế trang trí như vậy là người ta đã giao luôn cho mình chưa Đăng? Chưa, khi mà mình nhận nhà á là mình chỉ nhận nhà thô thôi. Còn phần nội thất này, trang trí là ý tưởng của mình hết. Đó, giống như bạn của Đăng khi mà mua căn này á thì bạn của Đăng đã chuyển đổi công năng ở khu vực này. Đó, lúc trước là phòng ngủ và bạn Đăng đã chuyển đổi công năng thành phòng bếp và một cái quầy bar. Đó, để khi mà khách vào nhà mình á thì mình cũng dễ dàng phục vụ hơn là bưng nước hay trái cây này nọ, đúng không? Xuân lại thấy cái thiết kế mà thay đổi như thế này là hợp lý đó Đăng. Ở trên này thì cũng còn nữa nè, mình lên đó mình khám phá ha. Rồi, nãy giờ đi tham quan hết nhà rồi thấy sao nè? Xuân thấy cũng khá là thích đó. Nhưng mà Đăng nè, Xuân có một thắc mắc như thế này nè. Về cái vấn đề mà tính thanh khoản thì như thế nào? Tại vì Xuân mua để đầu tư á, nên là sẽ rất là quan tâm về phần tính thanh khoản với lại là giá mà mình chuyển nhượng sẽ như thế nào hả Đăng? Từ năm 2020 á, dự án khi bán ra thì có giá từ 2.7 tỷ đến 2.9 tỷ cho căn 90m² chưa gồm thuế VAT và giá này thì bằng căn tầm trung tại Sài Gòn luôn á. Và hiện tại trên bất động sản.com.vn thì mình xem giá chuyển nhượng đâu đó vào khoảng từ 3 tỷ đến 3.2 tỷ hoặc là thỏa thuận với chủ nhà. Nếu mà gần công viên thì giá nó cao hơn tí, đâu đó tầm khoảng 4 tỷ một căn. Về tính thanh khoản thì theo mình ước tính là độ từ 10 đến 15% cho một năm dựa theo giá thị trường trong 2 năm. Bản thân mình thì cũng nghĩ là thị trường Long An là một thị trường đang phát triển, quy hoạch đường bộ cũng đang thực hiện. Cho nên là trong một thời gian ngắn độ từ 1 đến 2 năm thì không thể tăng từ 20 đến 30% được. Nên 10% hay là cao lắm là 15% là mình nghĩ nó hợp lý hơn. Đợi các đường xá và các dịch vụ thương mại tại Long An phát triển thì giá có thể cao hơn. Và với mức giá như vậy thì nếu Đăng có tiền, Đăng cũng sẽ đầu tư để làm tài sản, mua để đó thôi. Khi mà tất cả cơ sở hạ tầng của Long An mà phát triển lên á thì mức giá ở đây nó sẽ không còn nằm ở giá đâu. Nghe Đăng nói như vậy á thì Xuân cảm thấy là những người mà mua ở đây đa phần là để đầu tư chứ không phải là để ở. Tại vì đã bàn giao gần hết rồi mà khu này vẫn còn rất là vắng. Vừa mới bàn giao cho nên vắng là cái chuyện dễ hiểu thôi. Mình phải đợi tới cuối năm khi mà cư dân họ dọn về hết, các shop house bắt đầu hoạt động ổn định thì lúc đó mình mới có một cái nhận định đúng đắn nhất được. Đăng nói thì cũng đúng. Khi nhận bàn giao nhà thì mình rất là thích là bởi vì chủ đầu tư họ giao nhà khá hoàn chỉnh, nói chung là về mặt thô nhưng mà mình cảm thấy là ok với cái chất lượng bàn giao. Và khi mà về đây ở thì thật sự mà nói là nguyên một tuần đi làm mệt mỏi thì mình rất là trông ngóng vào dịp cuối tuần mình sẽ về đây để cho các bé được chơi. Chẳng hạn như là các bé sẽ được đi câu cá nè, rồi được chơi thả diều, được đi bơi. Và đặc biệt là gia đình mình là rất là thích đạp xe đạp. Cho nên là có một cái hoạt động thể thao cho nguyên gia đình mình chơi thì mình rất là thích ở khu này bởi vì là không gian thoáng đãng mát mẻ. Còn một điều rất là quan trọng và rất là khá hứng thú ở cái khu cộng đồng của mình đó là vào tối thứ bảy thì cư dân ở đây là tụi em sẽ có một cái group, tụi em sẽ hẹn với nhau là cho các bé sẽ được đi đá banh chung hay là các bé sẽ đi bơi chung và sau đó là sẽ có một cái khu cắm trại. Tức là tổ chức ở ngoài bãi cỏ là cho các bé ngồi cắm trại, người lớn sẽ nướng thịt, ăn uống, rồi uống vài lon bia, chia với nhau, rồi các bé sẽ ăn kem vào tối thứ bảy. Và sáng chủ nhật thì sẽ hẹn nhau đi uống cà phê. Đây là một căn dinh thự của khu Aquaria ven sông. Bây giờ mình vô trong mình coi ha. Đây. Ở đây thì mình có hai loại
là dinh thự ven sông và dinh thự vườn. Còn nhà phố vườn thì có diện tích là 90m2, giống như hồi nãy mình coi đó. Mỗi căn dinh thự này thì có diện tích là từ 300 tới 1.000 mét vuông lận, rất là rộng. Cho nên khi mà mua ở là đang nghĩ là mình mua ở từ 3 thế hệ mới không cảm thấy bơ vơ, cảm thấy lạc lõng. Chứ nếu mà mua đầu tư thì mình nghĩ là mình có thể chuyển nhượng lại hoặc là cho người ta thuê theo dạng ngắn hạn để nghỉ dưỡng vào cuối tuần. Đấy, còn nếu mà mình mua để mà mình đầu tư, mình mở các quán cà phê hay là nhà hàng, bởi vì nó là cái khu biệt lập mà, cho nên là đang nghĩ vấn đề đó thì không hợp lý lắm. Khu dinh thự biệt lập tức nghĩa là cư dân ở bên ngoài sẽ không vào khu này được hả? Ừ, đúng rồi. Và ở trong này thì có rất nhiều tiện ích dành riêng cho cư dân ở đây, như là bến thuyền nè, công viên nè, River Club, có cả cà phê, BBQ và nhà hàng nữa. Và đặc biệt là dành riêng cho cư dân ở đây thôi, những cư dân ở khu vực ở ngoài thì không vào đây được. Mà nhưng mà họ vẫn có thể sử dụng các tiện ích chung của khu đô thị này. Như vậy thì mình lời nguyên một cái khu luôn rồi. Không, nhưng mà từ khu này mà ra khu trung tâm thì không có đi bộ được đâu nha. Đúng rồi, xém chút là Xuân quên mất khu này rộng tới mấy trăm hecta luôn. Từ nãy giờ đang dẫn đi sơ sơ thôi mà thấy mỏi chân rồi nè. Ừ, đi tham quan tiếp đi ha. Mình thấy ở đây là có hai kiểu dinh thự, mái bằng và mái nghiêng. Mái bằng thì mang một phong cách tối giản, đơn giản hơn và theo phong cách của Nhật Bản, và nó sẽ phù hợp với lứa tuổi tụi mình này. Còn mái nghiêng á, nói về xây dựng thì nó sẽ giúp nước mưa trôi nhanh hơn, chống thấm, chống dột rất là tốt. Và mình ở trong nhà đó thì nó cũng cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều nữa. Ha, công nhận nha, bạn của tôi bữa nay biết về xây dựng luôn ha. Trời ơi, chuyện nhỏ bạn ơi, mà một điều mà nãy giờ đang để ý á, là ở đây là cửa full kính luôn và có cả ban công nữa. Cho nên là mỗi khi mình ra đây mình đứng thì gió bao mát luôn đó. Đúng rồi đó, đặc sản miền Tây của mình không gì ngoài gió mát và món ăn ngon. Cái này thì mình rất là thích nha. Đang nghĩ là nếu mà mình có tài chính mình có thể mua một căn để mỗi cuối tuần mình dắt ba mẹ về nghỉ dưỡng cũng rất là hợp lý. Còn trong tuần thì mình có thể cho người khác thuê lại theo dạng ngắn hạn. Đó, hợp lý không? Mình cũng thấy như vậy. Thật sự thì ở đây sống cũng rất là ổn đó. Nói chung là từ đây về thành phố Hồ Chí Minh cũng có nhiều cung đường đi và cũng khá là gần. Trời ơi, buổi chiều ở đây là quá tuyệt vời luôn. Đây là bến thuyền nè Xuân. Ủa? Đây là bến thuyền đang nói đó hả? Đúng rồi. Rồi thuyền đâu? Sao thấy bèo không vậy? Thuyền đã đang mua đã. Nói chứ nhìn nó hơi hoang sơ tí, bởi vì cơ sở hạ tầng cũng chưa có được đầu tư lắm. Chắc khoảng đâu đó vài năm nữa, khi mà mọi thứ đã được đầu tư thì mình sẽ có những tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các tỉnh lân cận tới đây. Đó, lúc đó thì mình sẽ thấy bến thuyền nó hoành tráng hơn rất nhiều. Đi tham quan nãy giờ thì đố Xuân biết là diện tích khu này là bao nhiêu đó? Tất nhiên là không biết rồi. Nếu mà không biết thì Đăng cũng bật mí luôn. Khu này có diện tích là 355 hecta bằng 2/3 phố Mỹ Hưng. Wow. Và có thể xem đây là một đại đô thị luôn đó nha. Lúc nãy thì mình đi ngang là Xuân có thấy cái chữ là Riverside Community không? Ở đây thì chủ đầu tư Nam Long đã tích hợp rất là nhiều tiện ích, như là trường học nè, nhà thuốc nè, bệnh viện nè, rồi rất là nhiều tiện ích khác, và hơn hết là có cả nhà thờ hay là chùa chiền ở đó. Có thể xem đây là một thành phố thu nhỏ, có tất cả mọi thứ, mình chỉ việc ở đây và không cần phải đi ra ngoài. Hay quá ha. Vậy thì bây giờ mình mới hiểu được là cái chữ là Riverside Community là như vậy. Nhưng mà Đăng nè, tất cả những cái dịch vụ, những cái tiện ích mà Đăng giới thiệu á, thì còn cái gì khác nữa không? Có nha, mình có 6 công viên, và trong mỗi khu dân cư thì sẽ có những cái công viên nhỏ nhỏ nữa. Hay quá vậy. Tính ra thì Xuân thấy là ở đây người ta đã xây dựng cũng khá là hoàn thiện và rất là nhiều dịch vụ rồi đó, như là công viên nè, quán cà phê nè, phòng gym nữa. Sau thời gian đi tham quan dự án Waterbond Nam Long thì không biết bạn mình đã chọn được căn để có thể xuống tiền đầu tư chưa ta? Nói chung đầu tiên hôm nay thì rất rất là cảm ơn bạn Đăng đây đã dẫn Xuân đi xem dự án nha. Nói về dự án Waterbond Nam Long này
thì được quy hoạch trong khu đô thị có đầy đủ tiện ích nè. Rồi các khu nhà thì đã xây xong rồi nên là khi đi xem thì Xuân cũng khá là an tâm về chất lượng xây dựng cũng như là hình dung được các khu đô thị là như thế nào, chứ không phải giống như những cái khu khác mà Xuân đi xem chỉ toàn là những bãi đất trống thôi. Đó. Và một điều nữa đó là nó nằm gần đường cao tốc Trung Lương. Mặc dù là tỷ suất sinh lời của nó không cao như ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà Xuân cảm thấy cũng khá là ổn rồi đó. Ngày hôm nay khi về nhà thì Xuân sẽ suy nghĩ thêm về quyết định đầu tư ha. Nhưng mà Xuân thích nhất là cái view sông Vàm Cỏ Đông đó nha. Ôi, thích thì nhất thưa bạn ơi. Hy vọng là bạn của mình sẽ chọn được một căn ưng ý để có thể xuống tiền đầu tư ha. Còn nếu quý anh chị và các bạn chúng ta muốn tìm hiểu thêm về dự án này thì có thể truy cập vào trang web bất động sản.com.vn hoặc là chuyên trang dự án, đó chính là dự án.bất động sản.com.vn. Hãy cho bất động sản.com.vn biết ý kiến của bạn về chương trình này bằng cách bình luận ở phía dưới nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá những dự án bất động sản trên khắp Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.